Trong chương sách cuối cùng của cuốn sách Đế chế Alibaba: Bí mật quản trị nhân lực để tạo ra một đội quân bách chiến bách thắng, cuốn sách sẽ nói về điều gì? Đó là về việc doanh nghiệp có xuất sắc đến mấy cũng không tránh được tình huống những nhân viên mũi nhọn từ chức. Không những là nhân viên mũi nhọn mà thậm chí là bất kỳ một nhân viên nào trong doanh nghiệp của bạn cũng sẽ mong muốn, cũng sẽ có những lúc có những cái điều kiện họ sẽ, tức là cái kiểu dạng như là tuyên truyền, chuyển đổi và mong muốn. Có những cái người thì nghỉ việc. Thì cái câu chuyện làm sao để duy trì cái tỷ lệ này ở một tỷ lệ hợp lý. Cái điều mà một công ty mà có hẳn 100% số người không nghỉ khỏi công việc là điều không thể có, thậm chí là không hề tốt. Một công ty mà cái tỷ lệ thuyên chuyển công việc quá lớn thì đây lại là một cái vấn đề khác, bởi vì cái việc ra vào công ty quá nhiều thì chứng tỏ cái văn hóa ở công ty này đang có một điều gì đấy không ổn để không giữ được cái thành viên, hoặc thậm chí là họ không quan trọng về cái việc chú trọng và đào tạo con người, hay họ sẽ phải rất tốn thời gian để việc đào tạo được một người mới phù hợp với môi trường này, phù hợp với công việc để tiếp tục được công việc đó. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giảm thiểu cái tỷ lệ nhân viên từ chức thì mà sẽ gây ra những cái thiệt hại trực tiếp và không kiểm soát được chi phí cho công ty. Cái việc kiểm soát tỷ lệ nhân viên lưu động này sẽ thông qua rất là nhiều biện pháp, bằng những cái cách như là mình sắp xếp và phân loại lại những cái người mà đang có những cái mong muốn thuyên chuyển công việc này. Nếu họ là những người nòng cốt cốt cán quan trọng thì cần phải xác định xem nguyên nhân của họ là đâu, tìm mọi cách đưa ra những cái phương án phù hợp để giữ họ. Nếu là người không có ảnh hưởng quá nhiều đến công việc thì có thể để cho họ nghỉ, bởi vì khi mà họ còn ở lại thì cái tâm lý tiêu cực của họ cũng sẽ tác động đến những người khác. Sau khi phân loại thì cũng phải đánh giá lại rằng những cái lý do để có thể xây dựng lại cái nền văn hóa, nội dung công việc hay là những cái tiêu chuẩn công việc khác. Cái điểm then chốt trong việc xây dựng một cái đội ngũ nhân tài thì đó là cái cơ chế tạo máu để duy trì sự phát triển lâu dài của bản thân công ty, bằng cách để đào tạo, hoàn thiện cái đội ngũ nhân tài. Cái đội ngũ nhân tài này cần phải chia ra làm một số loại. Ví dụ là những là cái gọi như là đội nòng cốt, tức là họ nằm ở rất là nhiều bộ phận và vị trí. Một công ty mà sản xuất sách thì không thể thiếu được một bộ phận, đó là bộ phận biên tập viên, quản lý xuất bản. Một công ty về sản xuất thiết bị di động chẳng hạn thì không thể thiếu được đội ngũ sản xuất, hay là một công ty về chế tạo sản phẩm mới như thì không thể nào thiếu được đội ngũ R&D. Thì những cái nhân sự đó là những nhân sự nòng cốt và cốt cán chắc chắn không thể thiếu, luôn luôn phải đào tạo một cái đội ngũ như thế, và hầu như là họ có thể nắm vững và thay thế. Và với điều kiện là nếu là họ là một đội ngũ thì thường nếu như có một nhân sự có vấn đề và nghỉ việc thì những người khác vẫn là những cái mắt xích trong dây chuyền đó, có thể nắm giữ được điều đấy. Tiếp theo đó là đội ngũ về lãnh đạo. Những cái đội ngũ lãnh đạo là những cái người mà sẽ quản lý một cái top công việc khác, thì gần như là họ sẽ có thể hiểu được toàn bộ những công việc của đội ngũ phía dưới, và họ có thể tuyển chọn và lựa chọn những người phía dưới để kế cận. Có một trong ở Alibaba có một cái thuật ngữ khá là hay, đó là một cái lộ trình song hành, tức là gồm có hai loại đào tạo. Loại đào tạo thứ nhất là chú trọng về mặt lãnh đạo, loại đào tạo thứ hai là chú trọng về mặt chuyên môn. Có nghĩa rằng là có những người nếu mà đem họ lên vị trí lãnh đạo, họ không những không thể hiện được cái mặt xuất sắc của mình mà còn bộc lộ khá là nhiều những cái nhược điểm. Bởi vì họ là người làm chuyên môn, tức là họ rất giỏi và họ thích ngâm cứu, họ thích suy nghĩ, tìm tòi để làm cái công việc đấy. Nhưng mà có một bộ phận khác thì họ rất giỏi trong việc giao tiếp, tuyển chọn người, nhìn người, phân công công việc và quản lý. Đây là bộ phận quản lý. Hai cái bộ phận này không hề có bộ phận nào quan trọng hơn hay không quan trọng hơn. Cái điều cần phải lưu ý ở đây rằng là đều cần phải tồn tại cả hai bộ phận này trong công ty và luôn luôn duy trì hai cái bộ phận này. Thì từ cái nhân sự của mình xác định xem họ thuộc cái lộ trình nào để đưa họ đúng với cái lộ trình đó. Thì đó là một vài những cái điểm khá là hay trong cái chương cuối cùng, chương kết thúc của cái việc bí mật quản trị nhân lực để tạo ra một đội quân bách chiến bách thắng của đế chế Alibaba. Và xuyên suốt trong các cái chương, từ chương 1 đến chương 12 này, thì cái sợi dây gắn kết của Ali đó là cái vẫn luôn luôn là cái lộ trình thăng tiến và đào tạo nhân sự đúng với cái ưu điểm của mình để hạn chế cái nhược điểm đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.